Shop Sơn Sapan xin kính chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một mẫu đồng hồ rất là lạ. Mẫu này thì lần đầu tiên về tại shop. Em này thuộc hãng Citizen các bác nhá. Nó lạ bởi vì cái kiểu dáng của nó. Ở mặt trước đây là đồng hồ và ở bên cạnh là một cái hình tượng. Cái tượng này thể hiện là tình mẫu tử. Thực ra là cái tượng mẫu tử này nó có một cái ở trong một cái phiên bản đồng hồ cũng là Citizen có của Nhật. Em đấy nó là hình hộp, nhưng em này là cũng là cái mẫu đấy cũng rất là lạ, và mẫu này tiếp theo mẫu này cũng rất là lạ. Cái em này thì gần như là mới, thật sự là rất là mới, mới đến 99% bác ạ, không có một vết xước. Cái màu đây là màu đỏ nhá, màu đỏ phong thủy, cho nên là nhiều bác là thích hợp với màu đỏ, hay là mình trưng phong thủy thì có thể chốt em này. Cái vân của nó rất là đẹp, nhìn ở ngoài thực tế rất là đẹp các bác nhé. Quay ở trên video thì mình không thể rõ hết được cái vẻ đẹp của nó. Cái màu chủ đạo là đỏ và vàng. Màu vàng này là màu của nhôm phay mạ vàng. Cái này thì tròn giờ nó có đánh chuông các bác nhé. Và 30 phút đánh một lần. Đây, hiện tại nó đang báo là 30 phút đánh một lần đấy ạ. Xoay ra một vòng cho bác xem. Em này cũng rất là nặng, cầm một tay không cầm được mọi người ạ, phải cầm hai tay mới cầm được, bởi vì nó có thêm cái tượng đồng cho nên là rất là nặng. Đây, rất rất mới các bác nhá, cực kỳ mới luôn. Máy của nó đằng sau đây, bộ phận máy của nó, em này chạy một viên pin đại. Để em xoay cho mọi người đến khi tròn giờ nó kêu như nào nhé. Lấy giờ em này rất là dễ. Bảy 5 giờ thì nó sẽ đánh 5 tiếng để báo hiệu là hiện tại là 5 giờ. Chuông rất là hay. Cái này kích thước của nó cũng khá là to, để em đo kích thước cho mọi người nha. Kích thước em này là 35, cao đến cái cột này là chính xác là 30, 35 nhân 30 các bác nhé. 35 30, sâu của nó là 15 ạ. Rất là size rất là vừa. Mình em này thì có thể đi biếu tặng được bởi vì nó còn rất là mới. Mặt số La Mã, điểm ở trên cái mặt phay rất là sang, màu đỏ thường rất là sang rồi. Đây là cái quả lắc ở dưới Japan đây, người ta còn in rõ ở trên mặt đây. Kim hoa văn rất là đẹp, rất là nặng. Các bác mà yêu thích em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật, cũng như là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất bên nhà em. Cái mẫu này thì mọi người muốn xem trực tiếp thì có thể chạy qua 265 Bạch Mai, ở cơ sở chính bọn em sẽ để cái em đồng hồ này đây. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.